Xin chào các bạn. Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng cử viên tổng thống Mỹ bắt đầu vào sáng ngày 11 tháng 9 giờ Hà Nội. Đây bất ngờ khi ứng viên của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đã trao nhau cái bắt tay mang tính biểu tượng. Đây là lần đầu tiên diễn ra hành động trên trong một cuộc tranh luận tổng thống kể từ năm 2016. Tối ngày 10 tháng 9 giờ địa phương, tức là sáng ngày 11 tháng 9 giờ Hà Nội, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris Ứng cử viên của đảng Cộng hòa đã tiến hành cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên tại trung tâm hiến pháp quốc gia NCC ở Philadelphia, Pennsylvania. Lần đầu tiên kể từ năm 2016, hai ứng cử viên tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris và ông Donald Trump đã bắt tay nhau vài giây trước khi bắt đầu cuộc tranh luận đầu tiên và có lẽ là duy nhất. Theo đó, phó tổng thống Harris bước vào sân khấu từ phía bên phải, trong khi cựu tổng thống Trump bước vào từ phía bên trái. Bà Harris bước về phía bàn đối thủ có chút do dự trước khi đưa tay ra. Ông Trump cũng chia tay ra nắm lấy, thậm chí xiết nhẹ tay bà Harris. Cử chỉ tưởng chừng như không đáng kể này thực ra lại có ý nghĩa rất lớn. Cái bắt tay cuối cùng giữa hai ứng cử viên Tổng thống là vào năm 2016 trong cuộc tranh luận giữa ông Trump và bà Hillary Clinton. Vài phút sau khi bắt đầu cuộc tranh luận trên truyền hình giữa hai ứng cử viên Tổng thống, một cố vấn của bà Harris đã tiết lộ với tờ New York Times rằng Phó Tổng thống mới quyết định bắt tay đối thủ của mình chỉ trong ngày hôm nay. Với sự chủ động của mình, bà Harris tươi cười muốn chứng tỏ rằng bà đang kiểm soát hoặc thậm chí thống trị tình hình khi đối mặt với đối thủ Donald Trump và khiến ông bất ngờ. Bà Harris cũng công bố tên của mình, giới thiệu bản thân không chỉ với đảng viên Đảng Cộng Hòa lần đầu tiên gặp bà trong bối cảnh này, mà còn với hàng triệu người Mỹ chưa biết hoặc chưa biết rõ về bà. Theo một cuộc khảo sát được tờ New York Times công bố vào ngày 8 tháng 9, 28% cử tri tiềm năng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 cần biết rõ hơn về cựu công tố viên bang California trong khi chỉ có 8% nói điều tương tự về ông Trump. Cuộc tranh luận do hãng tin ABC News điều phối với thời lượng khoảng 90 phút và không có khán giả trực tiếp. Theo quy tắc tranh luận, hai bên đồng ý tắt micro khi chưa tới lượt phát biểu. Hai ứng viên không được phép mang theo đạo cụ hay giấy ghi nhớ, nhưng sẽ có sẵn một chai nước, một cây bút và một tập giấy. Ứng cử viên không được biết trước chủ đề tranh luận. Mỗi người sẽ có 2 phút để trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình, 2 phút để phản biện và 1 phút để trả lời thêm nếu cần. Tuy nhiên, hai ứng viên không được đặt câu hỏi cho nhau và cũng không được phép tiếp xúc với đội ngũ tranh cử trong suốt buổi tranh luận. Dự kiến nội dung tranh luận sẽ xoay quanh những vấn đề mà người dân Mỹ đang quan tâm như vấn đề kinh tế, nhập cư, vấn đề phá thai, chính sách đối ngoại, đặc biệt là các cuộc xung đột Nga Ukraina và Hamas Israel. Theo AFP, các cuộc tranh luận trên truyền hình hiếm khi mang tính quyết định trong cuộc bầu cử ở Mỹ, nhưng nếu gây ra sai sót, ứng viên đó sẽ làm khó khăn cho chính mình khi thu hút cử tri bỏ phiếu cho mình trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới phe dân chủ hân hoan muốn tổ chức tranh luận Harris Trump lần 2. Chiến dịch Harris bày tỏ vui mừng trước màn thể hiện của bà và kêu gọi tranh luận lần hai, trong khi chiến dịch Trump cũng tự tin ông đã làm tốt. Gwen O'Malley Dillon, đại diện chiến dịch tranh cử của bà Harris cho biết, cử tri Mỹ đã được thấy những sự lựa chọn của mình vào mùa hè này, tiến lên cùng Harris hay thụt lùi với ông Trump. Đó là những gì họ nên được thấy tại cuộc tranh luận lần thứ hai vào tháng 10. Phó tổng thống Kamala Harris đã sẵn sàng, ông Trump thì sao? Sau khi kết thúc tranh luận, bà Harris cũng có bài phát biểu trước đám đông ủng hộ tại bang Philadelphia. Bà tiếp tục, các bạn, chúng ta vẫn ở chiếu dưới trong cuộc đua này. Thật suy sao. Phó Tổng thống Mỹ nói và nhấn mạnh tầm quan trọng nếu bà giành chiến thắng ở Pennsylvania. Chúng ta tin vào bản thân, tin vào người dân Mỹ. Đây là chiến dịch kéo mọi người lại với nhau và hiểu rằng phần lớn chúng ta có nhiều điểm chung hơn là khác biệt. Chiến dịch của cựu Tổng thống Donald Trump cũng bày tỏ tự tin. Trong đó, các cố vấn Chris LaCivita và Susie Laird khẳng định ông đã có màn thể hiện xuất sắc, đưa ra tầm nhìn táo bạo về nước Mỹ. Ông Trump sẽ tiếp tục hành động dựa trên những thành công từ nhiệm kỳ đầu tiên bằng cách thúc đẩy kinh tế, bảo vệ biên giới và ngăn tội phạm trên khắp đất nước. Wallace và LaCivita nói, chiến dịch Trump cũng chỉ trích tầm nhìn của Phó Tổng thống Harris về nước Mỹ và lời nhắc nhở đen tối về những chính sách áp đặt, can thiệp quá sâu từ chính quyền Joe Biden mà bà ấy muốn tiếp nối. Chưa rõ kế hoạch tổ chức tranh luận lần hai giữa ông Trump và bà Harris, cố vấn cấp cao của cựu tổng thống Mỹ trước đó cho biết ông đã đồng ý tham gia cuộc tranh luận tiếp theo trên kênh NBC vào ngày 25 tháng 9. Hai ứng viên tổng thống Mỹ đã có màn tranh luận trực tiếp đầu tiên vào tối ngày 10 tháng 9. Đây cũng là lần đầu hai người gặp mặt. Ông Trump và bà Harris đã đề cập về hàng loạt các vấn đề như kinh tế, quyền phá thai, an ninh biên giới, người nhập cư, xung đột Ukraine và giải Gaza, quyết định rút quân Mỹ khỏi Afghanistan. Ông Trump muốn sửa hiến pháp Mỹ để bãi nhiệm phó tổng thống. Donald Trump kêu gọi chỉnh sửa tu chính án 25 nhằm cho phép bái nhiệm phó tổng thống có hành vi nói dối, che đậy, ám chỉ bà Harris. Trong buổi vận động tranh cử ở bang Wisconsin hôm ngày 7 tháng 9, cựu tổng thống Donald Trump kêu gọi sửa đổi tu chính án 25 trong hiến pháp Mỹ để có thể phế chuất phó tổng thống nói dối và tham gia âm mưu che đậy năng lực yếu kém của tổng thống. Ông Trump nói nếu người này làm gì đó nhằm che giấu giúp tổng thống Mỹ, đó là cơ sở để luận tội và bãi nhiệm ngay lập tức. Đây là nỗ lực mới nhất của ông Trump nhằm công kích tổng thống Mỹ Joe Biden và phó tổng thống Kamala Harris, ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm nay. Phó tổng thống Harris chưa đưa ra bình luận. Ông Trump cùng đồng minh Phe Cộng hòa nhiều lần cáo buộc bà phó tổng thống Harris và các thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ đã che giấu tình trạng suy giảm sức khỏe tâm thần của ông Biden, nhất là sau buổi tranh luận trực tiếp hồi tháng 6. Tại sự kiện, ông chủ nhà trắng liên tục nói nhiều với giọng khàn, thường xuyên hắng giọng và thiếu mạch lạc khi phát biểu. Tổng thống Biden tuyên bố dừng tranh cử sau đó một tháng. Trong khi đó, bà Harris vẫn tiếp tục bảo vệ ông Biden và khẳng định tổng thống Mỹ còn minh mẫn. Phó tổng thống Mỹ tháng trước cho biết không hối hận khi tuyên bố rằng cấp trên của mình vẫn đủ sức khỏe để phục vụ thêm một nhiệm kỳ. Bà Harris cho hay, ông ấy thông minh, tận tụy, phán đoán tốt và có nhân cách tốt, những điều tôi nghĩ người dân Mỹ xứng đáng có được từ tổng thống của họ. Tù chính án 25 quyết định các vấn đề liên quan đến quy trình kế nhiệm tổng thống và bãi nhiệm chức vụ này. Điều này cần được phó tổng thống và phần lớn nội các ủng hộ. Tổ chính án 25 không đề cập quy trình phế chuất phó tổng thống và việc sửa đổi hiến pháp cần được 3 phần tư tổng số bang phê chuẩn. Luận tội là quy trình riêng rẽ, không cần sửa đổi hiến pháp. Chỉ yêu cầu đa số nghị sĩ tại Hạ viện Mỹ ủng hộ để thông qua điều khoản luận tội và 2 phần 3 số phiếu hậu thuẫn tại Thượng viện để kết tội. Ông Trump từng hai lần bị Hạ viện luận tội khi còn tại nhiệm, song nỗ lực này luôn bị chặn đứng tại Thượng viện. Thăm dò trước thềm tranh luận, ông Trump vượt lên bà Harris theo cuộc thăm dò bầu cử Mỹ mới nhất, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đang tạm dẫn trước phó tổng thống Mỹ Kamala Harris 1%. Theo kết quả của cuộc thăm dò mới nhất do tờ New York Times và Đại học Siena College thực hiện, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump và phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đang cạnh tranh suy sào khi bước vào những tuần cuối cùng của cuộc bầu cử, đặc biệt trước thêm cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên diễn ra vào ngày 10 tháng 9, theo hãng tin Reuters. Cuộc thăm dò được công bố vào ngày 8 tháng 9 cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa cao hơn bà Harris, ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ 1%. Cụ thể theo thăm dò này, có 47% người tham gia ủng hộ phó tổng thống Harris và 48% ủng hộ ông Trump. Tuy nhiên, với biên độ sai số 3%, điều này có nghĩa bất kỳ ứng viên nào cũng có cơ hội giành chiến thắng chung cuộc. Chiến dịch tranh cử của ông Trump trải qua giai đoạn tương đối khó khăn trong những tuần sau khi tổng thống Mỹ Joe Biden rút tranh cử hồi tháng 7. Tuy nhiên, kết quả thăm dò trên cho thấy lực lượng ủng hộ cốt lõi của cựu tổng thống vẫn vững mạnh. Bên cạnh đó, cuộc thăm dò cho thấy cử tri cảm thấy họ cần tìm hiểu thêm về phó tổng thống Harris, trong khi ý kiến của họ về ông Trump phần lớn đã được định hình cụ thể. Cụ thể, trong cuộc thăm dò bầu cử Mỹ, trên 28% người được hỏi cho biết họ cần thêm thông tin về ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, trong khi chỉ có 9% nói như vậy về ông Trump. Với kết quả thăm dò bầu cử Mỹ trên, cuộc tranh luận tổng thống giữa bà Harris và ông Trump vào ngày 10 tháng 9 sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Lý do, theo Reuters, vì cuộc đua rất xiết sao nên chỉ cần một sự thúc đẩy nhỏ cho bất kỳ ứng viên nào cũng sẽ dẫn đến khác biệt lớn. Với bà Harris, đây sẽ có cơ hội cung cấp thêm chi tiết về các chính sách của bà khi bà đấu khẩu với ông Trump trong suốt 90 phút. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để một đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.